bị yêu ma công kích liền biến cường, xuyên việc hệ thống vô địch hài hước nhân vật phản diện trấn ma ti xuyên qua đến thế giới huyền huyễn yêu ma hoành hành, cố thanh phong trở thành một tên ngục tốt trong ngục trấn ma của trấn ma ti vương triều đại viên. Cho đến nay, vốn dĩ có danh xưng địa ngục trần gian, ngục trấn ma u ám đáng sợ nhiều huyền án liên tiếp xảy ra, vì sao yêu ma trong ngục trấn ma lại la hét mỗi đêm? Vì sao có thể biến thành đủ loại thi ma mỹ nhân, chuyển nghề làm kỹ sư mát xa chân? Vì sao nhãn ma có thể thu hút linh hồn người tinh thông huyễn thuật, trở thành mắt kính VR? Vì sao hồ ly tinh nhảy điệu trạch vũ? Tất cả những điều này, rốt cuộc là sự méo mó của yêu tính hay là sự tiêu vong của đạo đức? Qua từng chuyện từng chuyện, điều tra từng bước một, cuối cùng manh mối chỉ về phía tên ngục tốt Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong, hi, các yêu ma thân yêu, hôm nay nên lật thẻ của ai đây? Chương một, dễ thương quyến rũ trước mặt ta, một có người nói rằng vẻ đẹp là vũ khí lớn nhất của một nữ nhân lần đầu tiên nghe thấy những câu nói này cố thanh phong xì mũi coi thường cho đến giờ phút này khi hắn nhìn thấy nữ nhân bị nhốt trong ngục trước mặt hắn đã tin rồi đó là kiểu nữ nhân như thế nào chứ nàng ta xinh đẹp không có gì có thể so sánh được kiểu mỹ nữ này căn bản không có cách nào có thể diễn tả bằng lời dường như một mình nàng ta tập hợp hết mọi ân sủng của ông trời một nữ nhân nếu như có được vẻ đẹp như vậy quả thực còn đáng sợ hơn so với tất cả vũ khí trong thiên hạ bởi vì dựa vào vẻ đẹp như thế này thì trên đời này không có thứ gì mà không chiếm được không có người nào mà không có được thậm chí cũng sẽ không phạm sai lầm bởi vì không có ai sẽ nghĩ rằng nạn ta sai cả dung mạo như vậy liếc mắt một cái rất đáng giá để nhìn ngắm cả đời một câu nói mà nam nhân thường nói sau khi nhìn thấy mỹ nữ nếu có thể cùng nữ tử như thế này cầm đèn nói chuyện một đêm cho dù có chết ngay tức khắc cũng đáng. Nhưng những lời này đổi lại trên người vị nữ tử này lại không thích hợp, hẳn đã đổi thành câu khác, nếu như có thể nhìn thấy nụ cười chúng chính của nàng, cho dù có chết ngay tức khắc cũng đáng. Nhưng rất không may, hiện tại Cố Thanh Phong đã nhìn thấy nụ cười của nàng, đại nhân, có thể thả tiểu nữ ra ngoài được không? Trong nhà giam u ám, một nữ tử xinh đẹp không có gì có thể sánh đang mỉm cười nói, nụ cười của nàng mang theo ma lực kỳ dị nào đó tản ra một làn sóng vô hình lặng yên không một tiếng động xâm nhập vào trong tâm trí của cố thanh phong cố thanh phong há miệng rất muốn nói nhưng không thể nhưng không biết vì sao nhìn thấy nụ cười chúng chín của nữ tử kia chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô dù một chữ cũng chữ từng nói ra tiểu nữ thật sự không phải là yêu ma là trấn ma ti các ngài nhầm lẫn rồi mong ngài có thể dơ cao đánh khẽ thả tiểu nữ ra ngoài nữ nhân đột nhiên nói với vẻ mặt thương tâm cố thanh phong không khỏi đau lòng một trận đột nhiên rất muốn thả nữ tử ra, nhưng hắn cố nén được, dù sao cố thanh phong suy cho cùng cũng là một người xuyên không, mỹ nữ PS trên mạng sao mà chưa từng nhìn thấy chứ, mặc dù cũng không có nữ tử xinh đẹp trong nhà giam, nhưng điều này không thể nghi ngờ tăng lên sức đề kháng của cố thanh phong rất nhiều đối với mỹ thuật, vì thế hắn rất nhanh đã tỉnh táo lại, hắn biết rõ, vì nữ tử trước mắt đang bị nhốt trong lao này là một con yêu ma hung tàn tà ác diện mạo nàng ta lúc nãy chẳng qua chỉ là giả tượng nàng ta biến hóa huyền ảo để lừa gạt hắn. Đã từng có nhiều vị đồng liêu của trấn Ma Ti bị lừa, mở cửa lao ra bị hút khô máu mà chết, bản thân tuyệt đối không thể bước theo vết xe đổ của bọn họ. Nghĩ như vậy, cố Thanh Phong đột nhiên hung hăng cắn đầu lưỡi, sau đó ánh mắt lập tức khôi phục lại vẻ trấn tĩnh, lớn tiếng quát tháo, yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt một cái đã nhìn ra ngươi không phải là người, chỉ là mị thuật, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Đối mặt với Cố Thanh Phong đang quát tháo, ai ngờ nữ tử lại không nói một lời nào, Hoa Lệ xoay người một cái, sau khi quay người lại lần nữa, diện mạo đột nhiên có thay đổi lớn, lại biến thành một vị mỹ nữ xinh đẹp như nãy, nhưng vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt. Nữ tử lần này, mặt như băng lạnh, làn da trắng như tuyết, khí chất ngời ngời, có phong thái đúng như một vị nữ vương. Nữ tử ngửa cái cổ trắng nõn, cao ngạo phân phó, "Nam nhân, ta ra lệnh cho ngươi, lập tức mở cửa cho ta." mẹ kiếp. Da đầu cố thanh phong trong nháy mắt tê dại, đây là mềm không được thì cứng trắng à. Trong lời nói của nữ tử ẩn chứa ma lực kỳ dị nào đó, làm cho cố thanh phong không tự chủ được muốn nghe theo mệnh lệnh của nàng ta. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng cố thanh phong thật sự dâng lên một cơn xúc động muốn mở cửa lao. Không được không được, ta không thể bị lừa, cố thanh phong ngươi phải bình tĩnh. Bình tĩnh, ngẫm nghĩ lại đây là chỗ nào, đây là ngục trấn ma chuyên môn giam giữ yêu ma trong trấn ma ti nơi này đều là yêu ma không phải người nàng ta đang nói dối ngươi ngươi sẽ chết khi ngươi mở cửa lao cho nàng ta ngươi là một người xuyên không tương lai còn muốn thành tiên làm tổ tuyệt đối không thể nằm xuống ở chỗ này xoay người nhanh chóng xoay người đừng nhìn nàng ta cố thanh phong nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu như thế ngay lập tức dựa vào nghị lực cực lớn đột ngột xoay người đưa lưng về phía nữ tử phu 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 cố thanh phong xoay người lại thở hổn hển từng hơi từng hơi chết tiệt nhìn một phòng giam vậy mà cũng nguy hiểm như vậy thế giới này thật sự là đáng sợ chương hai dễ thương quyến rũ trước mặt ta hai cố thanh phong là một người xuyên không hắn đã xuyên đến nơi này trong giấc ngủ cách đây ba ngày hồn của hắn xuyên vào cơ thể của chàng thiếu niên cùng tên nơi này là một thế giới tương tự như hoa hạ cổ đại nhưng nơi này khác với hoa hạ cổ đại nơi này có yêu ma có võ giả yêu ma hung tàn tà ác, lấy máu người làm thức ăn, chỉ có võ giả mới có thể chống lại. Khu vực Cố Thanh Phong đang ở gọi là Vương Triều Đại Viêm, Vương Triều Đại Viêm vì bảo vệ sự thống trị của mình, đối kháng yêu ma, đã đặc biệt thành lập Trấn Ma Ti, ý nghĩa của Trấn Ma chính là Trấn Áp Yêu Ma trong thiên hạ. Mà thân phận hiện tại của Cố Thanh Phong chính là ngục tốt trong ngục Trấn Ma của Trấn Ma Ti, chuyên môn trong coi yêu ma. Nữ tử vừa mới mê hoặc Cố Thanh Phong lại càng không cần phải nói tất nhiên là yêu ma bị giam giữ lúc này giọng nói của nữ tử truyền đến từ sau lưng cố thanh phong nam nhân ngươi dám làm trái mệnh lệnh của ta ta sẽ hung hăng trừng phạt ngươi trong lúc hoảng hốt cố thanh phong giống như nghe được tiếng roi da đang quất âm thanh kia giống như ma âm xuyên vào tai điên cuồng xâm nhập vào trong tâm trí của cố thanh phong thình thịch thình thịch cố thanh phong không nhịp được tim đập nhanh hơn chết tiệt thật sự rất kích thích hắn hiện tại rất muốn quay đầu lại nhìn một cái nhưng lý trí nói cho hắn biết tuyệt đối không thể quay đầu lại đây là mỹ thuật của yêu ma một khi quay đầu lại sẽ bị trúng chiêu nhưng cùng lúc đó sâu trong nội tâm lại xuất hiện một giọng nói nhìn một cái thì làm sao có chuyện gì chứ ngục trấn ma khắp nơi đều là trận pháp phong cấm chỉ cần ta không mở cửa lao ra thì sẽ không có nguy hiểm gì có thể tùy tiện nhìn nhìn thoải mái giọng nói này vừa nói ra cố thanh phong thoáng suy nghĩ nói rất có lý nha nhìn thì sao chứ vì thế cố thanh phong quay đầu lại ngay lập tức đã nhìn thấy một cảnh tượng không thể miêu tả cố thanh phong chỉ cảm thấy tinh thần kích động trong đầu tràn ngập một suy nghĩ đó chính là mở cửa lao sau đó đi vào hắn run rẩy rút chìa khóa từ bên hông ra nhắm ngay cửa lao định mở nó ra nữ tử thấy thế trong mắt hiện lên vẻ dữ tận khát máu nhưng khi chìa khóa sắp tiếp xúc với cửa lao cố thanh phong chợt tỉnh táo lại dùng lý trí mạnh mẽ ngăn chặn mị thuật của nữ tử, cả người mồ hôi đầm đìa, thật nguy hiểm. Suýt chút nữa thì tôi nói, cũng may đây không phải là kiểu ta yêu thích, nếu không thật sự không cầm lòng được mà, trong mắt nữ tử hiện lên vẻ thất vọng, nhưng nàng ta nghe thấy lời nói của Cố Thanh Phong, ngay lập tức cười lạnh. "Ngươi không thích kiểu này." Tỷ tỷ thiên biến vạn hóa, luôn có một loại thích hợp với ngươi, ngay lập tức lại lắc mình biến đổi lần này lại biến thành một vị tiểu la lị có hai bím tóc đuôi ngựa tuyệt mỹ yếu điệu. Ca ca, ngươi thả người ta ra ngoài được không? Làm ơn đi mà, tiểu la lị biểu môi, vẻ mặt làm nũng, mái tóc đuôi ngựa còn nhán đung đưa lên thôi. Ôi, ôi! Trái tim ta, cố thanh phong chỉ cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi, gọi một tiếng ca ca làm cho cả người hắn đều sắp tan chảy rồi. Hắn chỉ cảm thấy tay mình giống như không khống chế được nữa, cắm chìa khóa vào trong cửa lao, kế tiếp chỉ cần vặn nghe cửa lao sẽ được mở ra. Nhưng chính đến bước cuối cùng mấu chốt này, Cố Thanh Phong đã dựa vào chút ý chí kiên trì không còn nhiều. Hắn liên tục thôi miên bản thân. Không thể mở, không thể mở, tiểu la lị như vậy lão tự đánh một quyền có thể bay mười thước, có cái gì tốt chứ? Cố Thanh Phong ngươi phải giữ vững tín ngưỡng của ngươi, tất đen mới là IIGS. Kaka, tất đen là cái gì vậy? Tiểu la lị chớp chớp đôi mắt to tròn tò mò hỏi. Cố Thanh Phong nuốt một ngụm nước miếng, vốn không muốn nói, nhưng nhìn đôi mắt to tròn sóng sánh kia, thì ngay lập tức cảm giác miệng mình không khống chế được, không tự chủ được giải thích một chút về cụm từ ám chỉ cô gái mang tất đen cho Tiểu La Lị. Tiểu La Lị nghe xong ánh mắt sáng ngời, ngốc nghếch gật đầu, ca ca, huynh xem là như vậy sao? Nói xong, Tiểu La Lị lắc mình biến đổi, vậy mà lại biến thành một vị mỹ nữ chân dài gợi cảm mang tất đen quyến rũ. Lan Quân, nô gia có đẹp không? mỹ nhân chân dài trong đôi tất đen quyến rũ nói. Bùng bùng bùng, cố thanh phong chỉ cảm giác trong đầu mình nổ tung một tiếng, sau đó lập tức cảm thấy trống rỗng, tâm thần thất thủ. Lúc này trong đầu hắn ngay lập tức vang lên một câu, dễ thương mà quyến rũ trước mặt thì không có giá trị. Kèn két. Kèn két. Cố thanh phong vặn chìa khóa, cánh cửa lao mở ra. Rốt cuộc, ai có thể từ chối một nữ nhân có thể bách biến chứ? Chương ba bị yêu ma công kích lập tức trở nên mạnh mẽ một cố thanh phong rung rẩy đi từng bước từng bước vào nhà lao trong nhà lao nụ cười của nữ tử càng thêm quyến rũ nguy hiểm hơn lúc này cố thanh phong hoàn toàn giống như một con rối dây dường như đã mất đi thần trí đi đến bên cạnh nữ tử mà lúc này nữ tử nhìn thấy cố thanh phong đang gần trong gan tất lại lộ ra nụ cười hung tàn khát máu giây tiếp theo khuôn mặt quyến rũ gợi cảm của nàng ta đột nhiên thay đổi một khuôn mặt xanh mét dữ tợn hiện ra răng nanh nàng ta há miệng to như một con thú săn mồi răng nanh thật dài sắc bén hung hăng cắn về phía cổ cố thanh phong đúng lúc này đột nhiên một giọng nói vang lên sâu trong linh hồn cố thanh phong phát hiện ký chủ sắp bị yêu ma công kích bị yêu ma công kích sẽ lập tức trở nên mạnh mẽ hệ thống chính thức mở ra đinh ngươi bị thi ma công kích Phong thủ một thi ma sửng sốt trong chốc lát chỉ cảm thấy mình giống như đang cắn phải một tảng đá không cắn được cố thanh phong thoáng khôi phục lại một chút tỉnh táo hắn dường như đã nghe thấy âm thanh gì đó làm thế nào lại có chút giống như hệ thống lẽ nào hắn cũng có hệ thống quên đi mặc kệ đi hệ thống hay không hệ thống thì chứ nào có cái gì quan trọng hơn mỹ nhân chứ đến lúc này một chút thanh tĩnh trong mắt cố thanh phong cũng đã tiêu tán thi ma vẫn chưa từ bỏ ý định hướng về phía cổ cố thanh phong cắn thêm một lần nữa đinh. Ngươi bị thi ma công kích. Phong thủ một cỏ, một loại cây, âm thanh gì vậy? Sao lúc nào cũng quấy rầy lão tử thế? Cố Thanh Phong nổi giận, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên để tìm ra nguồn phát của âm thanh. Ai ngờ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một gương mặt với răng nanh dữ tợn khủng bố. A a a a. Ma, Cố Thanh Phong giống như như bị điện giật, trực tiếp nhảy dựng lên. Mãi cho đến lúc này, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, bản thân vừa nãy nói với yêu ma, thì ma thấy cố thanh phong thoát ra từ trong ngực mình, lúc này tức giận gầm lên một tiếng, gầm gừng nhào tới phía cố thanh phong. cố thanh phong chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, cả người ngay lập tức bị ngã nhào xuống đất, hai cái răng nanh sắc bén thẳng tắp cắn lên của mình. xong rồi, cố thanh phong tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. đinh, ngươi bị thi ma công kích. phong thủ một cố thanh phong chợt mở to mắt, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên không phải ảo giác vậy mà thật sự có hệ thống hệ thống ngươi có ở đó không ở đây hệ thống trả lời lạnh như băng ngươi có chức năng gì vậy hệ thống này tên là bị yêu ma công kích lập tức trở nên mạnh mẽ chức năng duy nhất chính là hiểu theo nghĩa đen mời ký chủ tự mình lý giải cố thanh phong vậy ta có bị yêu ma đánh chết trên đường trở nên mạnh mẽ hay không sẽ không chỉ cần là yêu ma đều không thể thương tổn ký chủ chỉ làm cho ký chủ càng trở nên mạnh mẽ, nhận được câu trả lời khẳng định của hệ thống, trong lòng cố thanh phong mừng như điên. Hắn nhìn thi ma vẫn đang đè ở trên người mình như trước, cừ thật, hai chiếc trăng to không ngừng gặm cổ hắn, cố thanh phong chỉ cảm thấy một cơn ấn lạnh, thật rất xấu. Suýt chút nữa dọa lão tử xảy ra sự cố. Bóp! Cố thanh phong tác một cái vào mặt thi ma chửi, người chết tiệt biến đổi trở lại cho lão tử, trả lại tiểu tỷ tỷ cho ta thi ma ngay dại, vẫn không cắn được cũng thôi đi, vậy mà còn bị loài người ti tiện trước mắt này tác cho một cái, lúc này lửa giận từ trong lòng nổi lên, cứ như vậy nắm lấy cố thanh phong, nâng hắn lên cao. Sau đó ném mạnh xuống đất. Bịch. Một tiếng nổ lớn truyền đến từ mặt đất của nhà lao, cũng may trong nhà lao có trận pháp, nếu không mặt đất đã sớm nứt ra rồi. Đinh. Ngươi bị thi ma công kích. Phòng thủ hai ồ, hả? cố thanh phong vui vẻ hai thi ma này đã nóng nảy rồi xem ra còn phải tiếp tục chọc giận nàng ta chết tiệt chưa ăn cơm à dùng sức một chút đi ồ đúng rồi hình như ta chính là bữa ăn của ngươi ngươi quả thật chưa ăn được xin lỗi ngươi nha gầm lên thi ma dương thiên nổi giận gầm lên lập tức giơ hai nắm đắm lên hung hăng đập vào ngực cố thanh phong như búa bổ đinh ngươi bị thi ma công kích Phòng thủ ba lại tăng thêm nữa. Cố Thanh Phong mừng như điên, chỉ cảm thấy từng dòng điện ấm áp không ngừng cải tạo thân thể của mình, cờ bắp da thịt xương cốt đều càng ngày càng săn chắc hơn. Sau khi Thi Ma đập một phát cũng không có dừng lại, mà dùng hai tay vụng mạnh, giống như cuồng phong bảo tập không ngừng đập đánh vào ngực Cố Thanh Phong. Âm thanh nhắc nhở trong đầu Cố Thanh Phong cũng không ngừng vang lên. Đinh 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 ba 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 đúng 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 lực mạnh một chút, cứ đánh vậy tám mươi. Tám mươi, Cố Thanh Phong vừa la khẩu lệnh, còn thuận tiện xoay người lại, để nàng ta giúp hắn đấm lưng, hai ngày nay hắn ngồi lâu quá, có chút đau lưng. Đinh đinh đinh. Ba hai hai một một. Này này, có chuyện gì với ngươi vậy? Còn lười biến sao? Nhanh chóng sử dụng hết tất cả sức lực ngươi bú sữa ra đi, đừng để ta hút ngươi. Gầm lên. Thung 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 thùng Đinh đinh đinh. Không năm không năm không năm chết tiệt tại sao càng ngày càng ít vậy hệ thống đang xảy ra chuyện gì vậy chương bốn bị yêu ma công kích lập tức trở nên mạnh mẽ hai khi phòng ngự của ký chủ tăng lên thì sát thương của thi ma gây ra cho người đã giảm bớt đi cho nên điểm gia tăng cũng giảm theo mẹ kiếp vậy chẳng phải nói ta muốn dựa vào một con yêu ma để trở thành vô địch là không được sao còn phải đi tìm yêu ma mạnh hơn nữa Đúng vậy, Cố Thanh Phong có chút mất hứng, vì thế xoay người lại cho thi ma một cái tác. Đồ bỏ đi. Sau đó Cố Thanh Phong dịch người lên trên. Đấm bóp chân cho da. Loài người ti tiện, ngươi lại còn dám đánh ta, ta sẽ giết ngươi. Thùng thùng thùng. Thi ma đấm vào chân Cố Thanh Phong như phát điên. Đinh. Chúc mừng phòng ngự của ký chủ đã đạt tới giới hạn trên, đạt được thiên phú đồng bị thiết cốt khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên cố thanh phong chỉ cảm giác được một dòng nước ấm áp mãnh liệt tràn ngập toàn thân hắn một giây sau trên làn da của bản thân dường như xuất hiện một ánh sáng màu đồng thau chợt lóe lên rồi biến mất ngay lập tức cái búa nhỏ của thi ma lại rơi trúng đùi cố thanh phong lại phát ra từng tiếng kim loại va vào nhau giống như đang rèn sắt hơn nữa âm thanh nhắc nhở gia tăng phòng ngự cũng không vang lên hiển nhiên là phòng ngự của cố thanh phong lúc này đã có thể hoàn toàn miễn dịch với sát thương của thi ma cho nên sẽ không có thêm chút gia tăng nào nữa này ngươi đã vô dụng rồi cố thanh phong lạnh nhạt đứng dậy dưới nhát búa của thi ma đánh trúng thi ma lúc này cũng đã mệt đến thở hổn hển thấy cố thanh phong không tổn hao sợi lông cộng tóc không tự chủ được dừng lại chù ý kích vẻ mặt không thể tin nhìn cố thanh phong nhân loại sao ngươi lại cứng như vậy cố thanh phong khinh thường cười thân là nam nhân phải cứng mà này sao ngươi còn chưa biến đổi trở lại vậy lão tử nói chuyện không nghe có phải hay không cố thanh phong thấy thi ma vẫn còn ngơ ngác như trước bỗng nhiên sinh ra lửa giận trực tiếp đấm đá nàng ta một trận sau khi có được đồng bị thiết cốt cố thanh phong phát hiện sức mạnh của mình cũng đã tăng lên rất nhiều đánh thi ma đến gào thét thảm thiết cuối cùng khuất phục dưới uy hiếp của cố thanh phong bất đắc dĩ lại biến thành dáng vẻ nữ tử của loài người cố thanh phong hai mắt tỏa sáng nhìn thi ma lúc này thật đẹp nha hơn nữa hiện tại trên người xanh một mảng tím một mảng không biết vì sao lại cảm giác càng đẹp hơn đương nhiên hắn không có suy nghĩ ở phương diện kia dù sao đã từng thấy bộ mặt thật của thi ma hắn không dám rồi nhưng điều này không cản trở chứng nghiện ngắm nếu ngươi đã không thể giúp gia tăng phòng ngự cho gia gia vậy thì muốn một điệu múa cho gia gia xem đi ừm kiểu thanh mát sau một nén hương cố thanh phong hài lòng từ trong nhà lao của thi ma đi ra thuận tiện khóa cửa nhà lao lại trước khi hắn đi còn nói với thi ma nhớ kỹ mấy tư thế ta đã dạy ngươi mau tập luyện đi lần sau gia gia vẫn còn tới xem sau khi bước ra khỏi nhà lao của thi ma cố thanh phong đã có chút nóng lòng muốn đến dạo nhà lao tiếp theo có hệ thống ở đây nơi này quả thực là bảo địa để trở nên mạnh mẽ ngục trấn ma tổng cộng chia làm ba tầng tầng thứ nhất đều là giam một ít yêu ma cùng với tà ma đê giai cấp thấp tầng thứ hai là trung giai tầng thứ ba cao giai cố thanh phong là trừ ma sứ thực tập chỉ có thể đi tuần ở tầng thứ nhất ở tầng hai tầng ba cấp bậc không đủ không đến được muốn lên tầng hai ít nhất cần phải có thân phận trừ ma sứ hoàng giai tầng ba càng chỉ có huyền giai trở lên mới có thể lên quan lại trong trấn ma ti của vương triều đại viêm được gọi là trừ ma sứ trừ ma sứ chia làm bốn cấp bậc thiên địa huyền hoàng trong đó trừ ma sứ cấp bậc thiên giai thực lực cao nhất và mạnh nhất trừ ma sứ hoàng giai thì ngược lại còn cố thanh phong vị trừ ma sứ thực tập này được coi là cấp thấp nhất của trấn ma ti nhân viên ngoại biên chế tương đương với công nhân tạm thời chỉ có sau khi trở thành chính thức mới được xem như là trừ ma sứ hoàng giai mới có thể có được biên chế cùng với thân phận quan lại tuy rằng tầng hai ba tạm thời không đi được nhưng tầng thứ nhất của ngục trấn ma cũng giam giữ không ít yêu ma cũng đủ để cho cố thanh phong từ từ chuyển vì thế cố thanh phong nhất chân đi về phía phòng giam tiếp theo nhưng đúng lúc này, đột nhiên phía xa xa truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó chính là giọng nói của một người, Cố Thanh Phong, đã đến giờ thay ca. Khốn kiếp. Cố Thanh Phong nghe thấy giọng nói này không khỏi nhỏ giọng chửi thầm, nếu là bình thường, hắn chỉ mong gì nghe được những lời này, đã đến giờ thay ca. Nhưng bây giờ, thay ca cái gì chứ? Mục trấn ma chính là nhà của ta, ta muốn mỗi ngày đều ở nơi này. Ta không đi. Được rồi, đến đây. Cố Thanh Phong bất đắc dĩ đáp lại một tiếng, lập tức xoay người rời đi. Chương 5, Thiết Bố Sam Đại Thành, một, hắn lại muốn ở lại đây, nhưng mà quy định của Trấn Ma Ti không cho phép. Nếu mạnh mẽ yêu cầu, nhất định sẽ bị người khác nghi ngờ, có phải bị yêu ma mê hoặc tâm thần rồi hay không? Cố Thanh Phong nhớ rõ hệ thống của mình là bị yêu ma công kích lập tức trở nên mạnh mẽ, chứ không phải bị công kích lập tức trở nên mạnh hơn. Thiếu hai chữ, hàm nghĩa đã khác nhau một trời một vực xem ra quy tắc làm việc sau này chỉ có thể là ở trước mặt người khác ta bảo sao nghe vậy nhiệt tình giúp đỡ mọi người nhưng đối mặt với yêu ma ta xuất kích cú đấm vô cùng kiêu ngạo rất nhanh cố thanh phong đã đổi ca với đồng liêu đi ra khỏi ngục trấn ma lúc này hắn mới phát hiện trời đã sáng thì ra bất tri bất giác hắn đã ở trong ngục trấn ma một đêm quả nhiên thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi đổi lại bình thường lúc này cố thanh phong đã sớm về đến nhà ngủ từ lâu nhưng một đêm này lực phòng ngự không ngừng tăng cường làm cho thể chất của cố thanh phong cũng theo nước lên thì thuyền lên cao một đêm không ngủ lại không có chút buồn ngủ nào vì thế cố thanh phong đi thẳng tới tàng kinh cát của trấn ma ti hắn muốn xác minh một quan điểm cố thanh phong chạy thẳng nhanh chóng đã đến tàng kinh cát lúc này đang là sáng sớm tàng kinh cát gần như không nhìn thấy người cố thanh phong lấy ra lệnh bài chứng minh thân phận sau khi xác minh thân phận thì đi thẳng đến tầng thứ nhất của tàng kinh cát trước mắt Cố Thanh Phong lấy thân phận trự ma sứ thực tập, cũng chỉ có thể bước vào tầng thứ nhất. Bên trong tầng thứ nhất đều là một ít công pháp đê dai, còn có một ít đồ lục yêu ma, cùng với giả sử tạp ký. Sau khi bước vào, đập vào mắt hắn là từng dãy giá sách rực rỡ sắc màu, làm cho người ta nhìn hoa cả mắt. Cũng may Cố Thanh Phong từng tới tàn kinh các vài lần, cũng coi như quen thuộc, hắn đi tới khu vực ngoại công, dựa theo danh mục lập tức bắt đầu lục lọi. Sau một nén hương, trong tay cố thanh phong đã có thêm một quyển sách phía trên viết rõ ràng ba chữ lớn thiết bố sam thiết bố sam môn công phu hoành luyện này có thể nói là lưu truyền rất rộng rãi các thế lực lớn trong giang hồ gần như đều có ghi chép lại bất kể là danh môn chính phái hay là tiểu môn tiểu phái đều cất dấu phó bản bản sao sở dĩ lưu truyền rộng rãi như vậy bởi vì thiết bố sam chính là một môn công phu hoành luyện vô cùng đơn giản đối với tư chất không có yêu cầu là cá nhân cũng có thể luyện hơn nữa rất tốt để nhập môn nhưng những người thực sự có điều kiện cũng sẽ không lựa chọn luyện thiết bố sam bởi vì nó là một môn công phu ngu ngốc tuy rằng nhập môn rất đơn giản nhưng muốn luyện đến đại thành thì hoàn toàn không có một con đường tắt nào có thể đi chỉ có thể dựa vào giày công luyện không có mười mấy năm khổ công luyện căn bản không cách nào đại thành hiệu suất giá trị mang lại có thể nói là cực kỳ thấp vì vậy đại đa số người không muốn tinh luyện cùng lắm là tham khảo các phương pháp trên để đánh thức thân thể vậy vì sao cố thanh phong lại lấy ra quyển thiết bố sam này đương nhiên là vì muốn kiểm chứng suy đoán trong lòng thiết bố sam là một môn ngoại công chuyên môn rèn luyện gân cốt gia sau khi đại thành thì đau thương bất khả xâm nhập thật có thể nói là thương đâm một chấm trắng đau chém một đường bạch đạo còn thiên phú mình đồng gia sắc thì sao trùng hợp chủ yếu cường hóa cũng là gân cốt bì giữa cả hai có thể nói là vô cùng khớp cho nên cố thanh phong mới có thể liên kết cả hai với nhau hắn suy đoán mình có được thiên phú mình đồng gia sắc có phải là thiên tài tu luyện thiết bố sam hay không hay là nói có thể là thiên tài tu luyện ngoại công hay không dù sao mượn một quyển thiết bố sam ngoại công đê giai cũng không tốn tiền vì thế cố thanh phong đã mượn bí tịch thiết bố sam sau khi rời khỏi tàn kinh cát cố thanh phong liền đi thẳng đến phòng luyện công phòng luyện công là nơi mà các trừ ma sứ của trấn ma ti thường ngày dùng để luyện công rất yên tĩnh vả lại ngoài phòng còn có trận pháp sẽ không bị người khác quấy rầy cố thanh phong sau khi chọn một gian phòng luyện công đã nóng lòng bắt đầu lật xem bí tịch thiết bố sam sau khoảng một nén hương cố thanh phong đã khép lại quyển bí tịch các loại luyện pháp thiết bố sam đều ghi nhớ rất rõ trong lòng sở dĩ có tốc độ nhanh như vậy một là bởi vì thiết bố sam vốn là một phương pháp tu luyện đơn giản nguyên nhân thứ hai là vì xuyên không linh hồn cố thanh phong mạnh hơn người bình thường cho nên tai thính mắt tinh sau khi cẩn thận lĩnh ngộ trong một lát Cố Thanh Phong lập tức dựa theo luyện pháp trên sách bắt đầu tu luyện thiết bố sam. Căn cứ ghi chép trên sách, người bình thường tu luyện thiết bố sam nhập môn chỉ cần ba ngày, người có thiên phú dị bẩm chỉ cần một ngày, cũng không biết mình đồng gia sắc của mình có thể mang lại gia tăng bao nhiêu. Bắt đầu tu luyện. Chương 6, Thiết bố sam đại thành, 2, sau một nén hương. Cái này chính là nhập môn à. Đây cũng quá nhanh rồi phải không? Mặt cố thanh phong đầy vẻ khiếp sợ, hắn suy đoán mình đồng gia sắc đối với tu luyện thiết bố sam sẽ có gia tăng nhưng không nghĩ tới lại khoa trương như vậy một nén hương đã luyện thành rồi hắn sẽ không luyện một thiết bố sam giả phải không cả người cố thanh phong dùng hết sức lực cơ bắp trên người đột nhiên căng lên cùng lúc đó trên làn da của hắn dường như bao phủ một lớp màu xanh mét nhìn thấy màu xanh mét này vẻ mặt cố thanh phong càng trở nên kỳ lạ hơn thân như màu sắc đây chính là biểu hiện nhập môn của thiết bố sam lại có thể thật sự luyện thành rồi. Tiếp tục tiếp tục nào, mình đồng gia sắc, để ta xem giới hạn của người ở đâu. Cố Thanh Phong lần nữa đắm chìm trong tu luyện. Một canh giờ sau. Tiểu thành rồi, Cố Thanh Phong kinh ngạc nhìn làn da của mình tỏa ra ánh sáng màu sắc đen. Tốc độ dọa người như thế, chỉ sợ trong ngày hôm nay thiết bố sam của mình có thể đại thành rồi, những người khác cần 10 năm khổ luyện, mà ta chỉ cần một ngày. Mình quả nhiên là thiên tài tu luyện ngoại công xem ra suy đoán của mình không sai thiên phú mình đồng gia sắc quả nhiên vô cùng phù hợp với thiết bố sam thậm chí có thể nói phù hợp với tất cả hoành luyện công pháp khi tiến độ thiết bố sam càng sâu thâm cố thanh phong đối với tu luyện ngoại công cũng càng hiểu rõ hắn đại khái cũng hiểu được vì sao mình tu luyện thiết bố sam có thể nhanh như vậy người bình thường tu luyện thiết bố sam giống như chế tạo một thanh bảo kiếm cần phải tôi thép một khối sắt thô nhiều lần loại bỏ tạp chất luyện thành tinh thiết sau đó lại định hình khai phong còn cố thanh phong có thiên phú mình đồng gia sắc giống như một thanh bảo kiếm đã thành hình nhưng chưa khai phong căn bản không cần dùng hỏa thiêu tôi luyện từ đầu nữa chỉ cần khai phong là có thể bộc lộ tài năng cố thanh phong nhìn thoáng qua đồng hồ cát cách thời gian đổi ca còn bốn canh giờ nữa bốn canh giờ chắc là đủ để tu luyện thiết bố sam đạt đến đại thành rồi tu luyện không có thời gian thoát cái bốn canh giờ đã lặng lẽ trôi qua ngay lúc ánh mặt trời chiều tà cuối cùng tắt nắng Cố Thanh Phong ở trong phòng luyện công đột nhiên mở hai mắt ra, cặp mắt của hắn sáng ngời một cách dị thường, bên trong như có tinh quang hiện lên rực rỡ tựa ánh sao. Thiết bố Sam Đại Thành Cố Thanh Phong từ từ thở hắt ra một hơi, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, sau đó một khắc, hắn đứng bật dậy, hai tay đột nhiên gian ra, kéo giãn toàn thân. Ngay đó, xương cốt từ trên xuống dưới của hắn phát ra tiếng nổ lách tách giòn tan giống như rang lạc cùng lúc đấy trên làn da của hắn vậy mà có thứ ánh sáng bóng loáng giống hệt kim loại chạy qua toàn thân tất cả cơ bắp trên người như thể được tạo lên bằng bê tông cốt thét đến tận lúc này phong ngự của cố thanh phong phải tăng lên ít nhất gấp đôi có được cơ thể mình đồng da sắc nhục thân hắn giống như một khối mỹ ngọc thiên nhiên chưa được điêu khắc mà trong quá trình tu luyện thiết bố sam cũng tương đương với quá trình điêu khắc ngọc thạch gọt rủa hết tất cả các lớp đất đá bên ngoài giờ đây điêu khắc đã xong ánh ngọc sáng lóa mắt đại thành thiết bố sam vừa lúc có thể che giấu thiên phú mình đồng gia sắc của mình không để lộ ra quá nhiều ổn rồi tu luyện cũng xong trời cũng vừa tối trấn ma ngục bắt đầu thôi không biết hôm nay yêu ma ở trấn ma ngục sẽ mang đến kinh hỷ nào cho ta đây trong lòng cố thanh phong tràn đầy niềm vui và mong đợi đi ra khỏi phòng luyện công chạy như bay về hướng trấn ma ngục không muốn ở lại một giây phút nào cả rất mau đã đến nơi trấn ma ngục âm trầm đáng sợ kia Cố Thanh Phong xuyên qua tầng tầng lớp lớp thủ vệ, cùng với hàng loạt trận pháp phong ấn, cuối cùng cũng đi vào bên trong trấn ma ngục. Trương Chính, ta đến thay ca. Theo tiếng hét của Cố Thanh Phong, chẳng mấy chốc, một tên trừ ma sứ tập sự tên là Trương Chính hấp ta hấp tấp từ bên trong trấn ma ngục chui ra, nhìn cái điệu bộ này như thể một giây thôi cũng không dám ở lại đây. Trương Chính nhìn thoáng qua sắc trời, không khỏi nghi ngờ nói, sao hôm nay ngươi đến sớm thế? bình thường lần nào cũng muộn nửa canh giờ rồi mới đến ta đây chẳng phải lãng tử hồi đầu quyết định cố gắng làm việc à thế này đi để đền đáp công sức mấy ngày nay ngươi giúp ta làm thêm nhiều giờ thế sau này mỗi ngày ta đều đến sớm trước một canh giờ thay ca được không thật không đấy trương chính nghi ngại nhìn cố thanh phong một cái nội tâm rất là không tin ở cái chốn trấn ma ngục quái đảm này căn bản không dành cho người sống đối mặt với đủ loại yêu ma còn không nói lơ là cái còn bị yêu khí âm khí nhập vào cơ thể nhẹ thì bệnh nặng một trận nặng thì mất hết tu vi thành phế nhân có thằng ngu mới chịu ở lại thêm một canh giờ mỗi ngày đấy chắc chắn một trăm phần trăm trương chính nhận được câu trả lời chắc nịch của cố thanh phong ngay lập tức vui mừng người anh em tốt hảo hán quá ngày sau mời ngươi uống rượu nhé vậy ta đi trước đây đi đi cố thanh phong nhìn theo bóng trương chính đi xa cho đến khi bóng người kia biến mất Lúc này hắn mới xoay người đi vào bên trong. Nhìn thoáng qua nhà ngục u ám không một bóng người, Cố Thanh Phong cười mỉm. Chương 7, hôm nay lật thẻ bài của ai nhỉ, bóng tối che đi khuôn mặt của Cố Thanh Phong, khiến nụ cười của hắn trở nên thật quỷ dị. Hôm nay lật thẻ bài của ai đây? Khắc khắc khắc, Cố Thanh Phong không nhìn được cười thành tiếng. À đúng rồi, hay là đi xem bé Thi Ma đáng yêu của ta trước đi ha, không biết đã học múa xong chưa nhỉ? Bé Thi Ma ơi, ta đến đây. Cố Thanh Phong kéo dài giọng đi đến mở cửa buồng giam thi mị ra. Sau đó, Quỳnh, cánh cửa buồng giam đóng lại. Loài người đáng chết kia. Ngươi lại đến đây làm gì, thi mị nương mặt xanh nanh vàng dựa vào góc tường giận dữ nói. Tiểu thi mị à, ngươi không ngoan rồi nha, mới một ngày ngắn ngủi mà ngươi đã quên nên gọi tên ta là gì rồi hử, có phải đang muốn ta nghiêm phạt ngươi không? Cố Thanh Phong cười tạ nói, vừa nghe thấy hai chữ nghiêm phạt, thi mị dường như nhớ đến chuyện đáng sợ nào đó, lúc này mới không tình nguyện kêu một tiếng, chủ nhân, ơi, ngoan quá, thế này mới đúng chứ, lại đây nào, hôm nay chủ nhân của ngươi đang muốn xem lô ly múa đó, để chủ nhân xem ngươi đã luyện tập thế nào rồi, thi mị bất đắc dĩ biến thành dáng dấp của một bé lô ly đáng yêu, trên khuôn mặt nhỏ mềm mại lộ ra vẻ tuổi thân và không tình nguyện, nhưng vẫn nhảy lên múa, ấy tất trắng chủ nhân nói với ngươi đâu, tranh thủ thay vào đi. Đấy là linh hồn của Loli đó lô ly nhỏ đành phải nghe theo cố thanh phong nhìn đến hai mắt tỏa sáng được được lắm chính là loại cảm giác này đến đây mở nhạc khiêu vũ sau nửa canh giờ cố thanh phong mang vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn đi ra khỏi phòng giam của tiểu thi mị xoay người đi xuống phía một buồng giam khác khoảng cách giữa các buồng giam bên trong trấn ma ngục rất lớn đó là vì phòng ngừa việc các yêu ma thông đồng với nhau cố ý phá hỏng thiết lập cố thanh phong đi một chốc mới đến được buồng giam tiếp theo đây là một buồng giam dùng cửa sắt khóa chặt cứng hoàn toàn trên cửa sắt có một cửa sổ nhỏ chuyên để dùng cho việc quan sát tình huống của yêu ma ở bên trong có điều đại đa số thời gian cửa sổ nhỏ đều đóng lại đề phòng yêu ma thi triển ảo thuật phòng giam của thi mị cũng giống thế tuy nhiên ngày hôm qua cố thanh phong không chống lại được mê hoặc bị tiếng động không phù hợp với trẻ em hấp dẫn mở cửa ra nhìn sau đó thì bị mắc bẫy cốc 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 cố thanh phong không mở cửa sổ nhỏ ra xem ngay mà lợi phép gõ cửa trước đã cho hỏi yêu ma có ở trong không không phải buồng giam nào của trấn ma ngục cũng có yêu ma có rất nhiều buồng giam bỏ trống cho nên cố thanh phong mới gõ cửa một cái đợi trong chốc lát trong phòng giam cũng không có tiếng yêu ma đáp lại không có yêu ma à hay là vẫn ngủ đấy cố thanh phong lẩm bẩm một câu lập tức đưa mặt ra áp sát lên cánh cửa sổ nhỏ trên cửa sắt cạch cạch Cố Thanh Phong mở cánh cửa sổ nhỏ ra. Đột nhiên, một quả nhãn cầu có kích thước bằng nắm tay người trường thành, chằng chịt tơ máu đỏ ngầu giống như mạng nhện xuất hiện ở ô cửa sổ nhỏ, vì Cố Thanh Phong đang dí sát mặt vào ô cửa sổ, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần như mắt đối mắt nhau. Vải trưởng, Cố Thanh Phong bị con ngươi đột nhiên xuất hiện này hù cho phát giật nảy, vội vàng lùi lại về phía sau hai bước, Cũ lạc giòn tan, mày bị dở hơi à, Cố Thanh Phong chửi ầm lên, nhưng còn chưa mắng xong quả nhãn cầu đỏ ngầu vàng vện tia máu bỗng tỏa ra một làn sóng kỳ dị làn sóng vô hình kỳ lạ đó giống như sóng điện từ vậy truyền đến hai mắt của cố thanh phong chớp mắt tiếng cố thanh phong phát ra ngừng bạc, hai trọng mắt vốn đang tràn ngập vẻ kinh ngạc và tức giận trong nháy mắt đã biến thành trống rỗng giống như bị ngu đi vậy trong con nhãn cầu phủ đầy tơ máu lộ ra vẻ đắc ý rất là nhân tính hóa ngay đấy một giọng nói khàn khàn phát ra từ chỗ con ngươi to bổ chảng đó tên nô bọc hèn mọn của ta nghe theo lệnh ta mở cửa tù sau khi cố thanh phong nhận được chỉ thị giống như một con rối bị giật dây cơ thể cứng nhắc lấy chìa khóa treo bên hông bước từng bước một về phía cửa lao đúng lúc này đinh ngươi đã dính đòn tấn công của nhãn ma linh hồn lực một khi thông báo của hệ thống vang lên cố thanh phong chỉ cảm thấy đầu óc ấn lạnh lập tức quay về tỉnh táo minh mẫn đây là công kích của đồng thuật cố thanh phong có chút hải hùng cảm giác vừa rồi khiến hắn nghĩ thôi đã thấy sợ hãi, giống như ý thức của mình bị bóc ra khỏi cơ thể, hoàn toàn mất đi quyền khống chế cơ thể, phó mặt cho người khác định đoạt. Nhãn ma trong phòng gian thấy cố thanh phong đã chạy đến trước cửa buồn giam, nhưng mãi vẫn chưa làm gì, ánh mắt lạnh hẳn xuống. Bây giờ hắn còn chưa ý thức được cố thanh phong đã thoát khỏi khống chế của hắn. Chương 8, ảo giác của đồng thuật, một, con ngươi đỏ tươi như máu của nhãn ma lại phát ra dao động sóng âm như vừa nãy tên nô bộc kia, ta lệnh cho ngươi, mở cửa. Nhãn ma thúc giục. Đinh, ngươi đã dính công kích của nhãn ma. Linh hồn lực một lại thêm một luồng khí lưu lạnh cống di chuyển trong đầu Cố Thanh Phong, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy đầu mình từ trước đây nay chưa từng minh mẫn như thế, hắn cũng không lộ vẻ mình đã thoát khỏi khống chế, mà giả vờ làm bộ ngu si móc chìa khóa ra, rung lẫy bẫy mở khóa. Niềm vui trong mắt của nhãn ma sắp tràn cả ra ngoài rồi, trong miệng vẫn còn đang thúc giục không ngừng. Nô bộc thấp hèn kia, mau, mau mở cửa. Cuối cùng, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi trấn ma ngục rồi. Lũ tạp chủng trấn ma tư kia, đợi ta đi ra ngoài, nhất định phải cho các người cảm nhận được lửa giận của ta. Nô bộc thấp hèn có đúng không? Khoảng cách giữa Cố Thanh Phong và nhãn ma đã gần trong gang tấc, đột nhiên hắn yên lặng cười, chỉ thấy bàn tay phải của hắn để dưới cánh cửa ngục siết chặt lại thành nắm đấm, sau đó duỗi ngón trỏ và ngón giữa ra, hai ngón khép vào nhau. Một vệt sáng kim loại xuất hiện ống ánh trên hai ngón tay, bố chọc mù mắt mày. Cố Thanh Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, hai ngón tay nhanh như chớp giơ lên, hệt một con rắn độc đâm mạnh về phía nhãn ma. Bấy giờ nhãn ma còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng sắp chạy trốn được rồi, không hề phản ứng kịp lại được. Khi hắn tỉnh hồn lại được, chỉ thấy hai ngón tay màu vàng ống đang không ngừng phóng đại trước mắt hắn, phóng đại. Á á á á kèm theo hai ngón tay của cố thanh phong đâm mạnh vào giữa đồng tử to bổ chản kia thì nhãn ma đột nhiên phát ra một tiếng gào rú thảm thiết chói tai mắt của ta a a a mắt của ta nhãn cầu to tướng hét toáng lên co rụt vào trong góc phòng giam ở phía sau giờ cố thanh phong mới nhìn rõ toàn bộ dáng vẻ của nhãn ma toàn bộ cơ thể của nhãn ma được cấu thành từ một con mắt cùng với hai cái cánh dơi nói trắng ra là một con mắt mọc ra hai cái cánh Lúc này, con mắt duy nhất đấy đang chảy máu, hai cánh che mắt lại, tru lên ông ổng. Con người đê tiện kia. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Nhãn ma gào thét không ngừng. Cố thanh gió nở nụ cười, kèn két. Đấy là tiếng cửa tù mở ra. Cố thanh phong đi vào trong buồng giam. Truyền. Còn đây là tiếng cửa tù đóng lại. Một thằng độc nhãn tướng quân như mày cũng dám gào mồm lên à bố mày bây giờ ở đây rồi, mày giết thử tao xem nào. Ngươi còn dám vào đây à? Nhãn ma cảm thấy hình như mình vừa bị sỉ nhục rồi thì phải. Ta phải cho ngươi hối hận vì được sinh ra ở thế giới này, phanh phạch. Nó mở rộng cặp cánh rơi ra, để lộ quả nhãn cầu to đang rỉ máu ở bên trong, con ngươi to tướng bắt đầu phát sáng, đó là một loại ánh sáng tà ác màu đỏ ngòm, chỉ trong nháy mắt đã chiếu sáng cả buồn giam. Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy cảnh trước mắt mờ đi, sau đó cảnh tượng thay đổi, buồn giam ban đầu biến thành một biển máu núi thay vô biên vô tận, vần huyết nguyệt nhô cao trên bầu trời, dưới đất còn có vô số hài cốt xếp thành từng đường. Mà ở phía cuối con đường kia, bất thình lình xuất hiện một vương tọa to cao được xếp bằng máu tươi và xương trắng đứng sừng sững, ngồi ở trên vương tọa, chính là nhãn ma. Ánh mắt của nhãn ma bể nghệ nhìn xuống thiên hạ, đằng sau vương tọa của nó, mọc ra đại quân yêu quái dữ tận rậm rạp như rừng rậm đến không xuể bọn chúng đang cuồng loạn hò hét quỳ bái trước vị vua của chúng nhãn ma dưới sự phụ trợ của phong nền như này nhãn ma trông giống như một thượng đế từ trên cao nhìn xuống ánh mắt của nó nhìn cố thanh phong ở dưới giống như đang nhìn một con dung dế nhân loại yếu hèn quỳ xuống nhãn ma uy nghiêm nói tiếng vang như sấm hệt như xá lệnh của thượng đế cùng lúc đó đại quân vô số yêu quái đồng loạt đứng dậy trong miệng quát to đủ thứ tiếng quỳ xuống vô số thanh âm nối liền lại một chỗ như sóng thần càng quét nhấn chìm thế gian cố thanh phong toàn thân giống như sâu kiến đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh cực lớn đè nghiến xuống cơ thể mình cơ thể không nhìn được muốn quỳ xuống đúng thời điểm này đinh người đã dính công kích của nhãn ma linh hồn lực mười trong nháy mắt có thanh phong cảm giác mình như dùng dầu gió tắm gội toàn thân từ đầu trở xuống mắt lạnh tê cả người đinh linh hồn lực đột phá mức cao nhất chúc mừng ký chỉ đã nhận được đồng thuật ảo giác. Đồng thuật ảo giác. Cố Thanh Phong mừng như điên, đấy là nhận được kỹ năng đúng chứ. Úi vải. Dầu chảy vào mắt rồi, mát quá đi. Một đợt khí lạnh di động trong mắt Cố Thanh Phong, đợi đến khi khí lạnh tan đi, Cố Thanh Phong bỗng cảm thấy thị lực của mình thay đổi, hình như tốt lên thì phải. Cố Thanh Phong không chờ đợi được, rất muốn thử kỹ năng ảo giác này rồi đấy. Chương 9, ảo giác của đồng thuật, 2, ngay sau đó, đột nhiên, một vòng huyết quang lóe lên trong mắt Cố Thanh Phong. Nháy mắt cái, trong cảnh núi thay biển máu kia, nhưng vị trí chủ khách đã đảo ngược, vẫn là cảnh núi thay biển máu y hệt, vẫn là cảnh xương khô trải đường, vẫn là vương tọa được kết bằng huyết nhục và bạch cốt, điểm khác biệt duy nhất, bây giờ trên ngai vàng, người ngồi đấy chính là Cố Thanh Phong. Mà con kiến hồi ở phía dưới kia, đổi thành nhãn ma. Chiêu thức đảo khách thành chủ này của Cố Thanh Phong khiến nhãn ma trong nháy mắt hinh hoàng mất bình tĩnh. Đây! Sao lại thành thế này? Trong con ngươi to tướng của nhãn ma toát ra vẻ không thể tin nổi, giống như tất cả thứ ở trước mắt đã đánh sụp thế giới quan của nó, sao ngươi có thể phá giải? Không! Chiếm đồng thuật của ta! Không thể nào! Ảo giác, đây nhất định là ảo giác! Không phải không phải, đây vẫn là ảo cảnh của đồng thuật, vốn là ảo giác nhãn ma đã bắt đầu lẩm nhảm bậy bạ rồi đấy. Cố Thanh Phong bắt chéo hai chân ngồi trên vương tọa, lãnh đạm giống như thần vậy nói, quỳ xuống, hàng tỷ yêu quái đứng sau lưng cũng cùng loạn hô lên, quỳ xuống. Quỳ xuống. Ngay lúc nhãn ma hoảng sợ, một thứ lực ép vô hình mạnh mẽ đặt trên cơ thể nó. Không không không, nhãn ma hải hùng gào to, nhưng vô ích. Bởi vì nhãn ma không có chân, cho nên cả cơ thể nó nằm bẹp dí trên mặt đất. Qua đây cố thanh phong lại lên tiếng giống như thượng đế xá lệnh như thể toàn bộ đất trời đều nghe theo hắn chỉ thị nhãn ma hoàn toàn không thể khống chế nổi cơ thể của mình hai cái cánh bé xíu của nó thu lại thành hình tròn lẳng lăn lông lốc đến bên chân cố thanh phong cố thanh phong cúi người xuống duỗi ngón tay mình ra khóe miệng nâng lên thành một nụ cười toe toét nhãn ma vừa thấy cố thanh phong duỗi ngón tay sao lại không biết hắn muốn làm gì nhất thời sợ đến gào lên khủng khiếp không không đừng Đừng, nụ cười toe toét trên môi Cố Thanh Phong càng đậm, hai ngón tay hiện lên ánh sáng xanh kim chọc mạnh vào mắt Nhãn Ma. Vừa đâm còn vừa lẩm bẩm, nô bộc ti tiện phải không này? A a a, tiếng Nhãn Ma kêu gào thê lương thảm thiết. Cố Thanh Phong mắt điếc tai ngơ. Muốn giết ta đúng không? Lại chọc cho thêm một phát. Tiếng kêu của Nhãn Ma càng thảm hơn rồi, khiến ta hối hận vì sinh ra trên đời này đúng chứ? tha ta tha ta đi mà nhãn ma giờ dùng cánh chặn mắt lại mở cánh ngươi ra cố thanh phong ra lệnh cái cánh của nhãn ma mất khống chế mở ra con mắt lõa lồ trần trụi ở bên trong sợ đến đảo lộn tứ tung vừa nãy còn bắt ta phải quỳ xuống nhở bây giờ cố thanh phong không dùng ngón tay nữa trực tiếp giơ nắm đấm lên đấm mạnh một phát vào nhãn cầu á à tiếng kêu thảm thiết the thé vang lên cao vút từ trong miệng nhãn ma vọng ra rồi im bặt hấp hối bép cố thanh phong vỗ tay một cái núi thay biển máu trong nháy mắt biến mất buồn giam quay về nguyên vẻ ban đầu bây giờ nhãn ma giống hệt một con dơi chết nằm bẹp dí không nhúc nhích ở trên mặt đất cố thanh phong còn duỗi cái lưng mệt mỏi ra một cái nể mặt ngươi cung cấp cho ta một cái kỹ năng ông đây không giết ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt lần sau ông còn đến đấy nhãn ma vừa nghe lời cố thanh phong nói xong không tự chủ được co giật có điều hắn cũng không lập tức đi nhà lao tiếp theo mà là nghiên cứu đồng thuật trước ảo giác vừa rồi chỉ là thúc đẩy để dùng một chút chi tiết cụ thể còn chưa hiểu rõ vì vậy hắn từ từ cảm thụ những thông tin về ảo giác trong tâm trí mình sau một nén nhang hai mắt cố thanh phong hiện lên vẻ vui mừng đồng thuật này kỹ năng ảo giác thật sự rất mạnh mẽ còn có hai loại chức năng khống chế cùng với chế tạo ảo cảnh khống chế chính là người thi thuật có thể khống chế hành động cá nhân của người trung thuật giống như vừa rồi cố thanh phong khiến nhãn ma quỳ xuống thân thể nhãn ma căn bản không bị khống chế liền quỳ xuống chế tạo ảo cảnh chính là người thi thuật có thể căn cứ theo ý nguyện của mình để cho người trung thuật rơi vào trong ảo cảnh tùy ý ảo cảnh như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào người thi thuật tự mình dựng ra có điều khuyết điểm chính của ảo giác là phải đối diện với người đó thì mới có thể làm được mà linh hồn lực của đối phương không thể cao hơn mình bằng không hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều thậm chí mất hiệu lực nói cách khác ảo giác cường đại hay không tùy thuộc vào linh hồn lực của người thi thuật và linh hồn lực của người trung thuật chênh lệch lớn bao nhiêu chênh lệch càng lớn hiệu quả ảo giác càng mạnh mặc dù có khuyết điểm rõ ràng nhưng cố thanh phong vẫn rất hài lòng dù sao đây cũng là một kỹ năng trưởng thành nó không giống với mình đồng gia sắc mình đồng gia sắc không có tính trưởng thành nên có bao nhiêu lực phòng ngự thì có bấy nhiêu, sẽ không theo thực lực bản thân trở nên mạnh mẽ mà tăng cường. Nhưng ảo giác thật sự là kỹ năng đi theo linh hồn lực của người sử dụng tăng cường mà tăng cường. Chương 10, Thiếu Niên, ngươi qua đây cố thanh phong tính toán đại khái một chút, dùng linh hồn lực hiện tại của mình phát động ảo giác, đối phó võ giả tụ khí cảnh chắc sẽ không có vấn đề gì, nhưng đối kháng với nội khí cảnh mà nói, vậy thì không thể biết được. Dù sao Cố Thanh Phong hiện tại chỉ là một võ giả tụ khí cảnh tam trọng thiên, cách thăng cấp nội khí cảnh còn sớm, tất nhiên không cách nào tính toán thực lực của võ giả nội khí cảnh mạnh bao nhiêu. Theo Cố Thanh Phong hiện nay biết, võ đạo tổng cộng chia làm năm đại cảnh giới, tụ khí cảnh, nội khí cảnh, chân khí cảnh, thất khí cảnh, tiên thiên cảnh, tông sư. Năm đại cảnh giới này lần lượt tương ứng với cấp bậc năm đại trừ ma sứ của Trấn Ma Ti, kiến tập trừ ma sứ, hoàng giai trừ ma sứ, huyền giai trừ ma sứ, địa giai trừ ma sứ, thiên giai trừ ma sứ, trong đó mỗi võ đạo đại cảnh giới lại chia làm chín tiểu cảnh giới. Cũng chính là từ nhất đến cửu trọng thiên, chính là cực, chỉ có sau khi đạt tới cảnh giới trước cửu trọng thiên mới có thể đột phá thăng cấp cảnh giới tiếp theo. Mà Cố Thanh Phong hiện tại thân là mảnh vùng của tụ khí cảnh tam trọng thiên, khoảng cách đến nội khí cảnh còn rất xa, 4 năm 6 7 8 9 cảnh giới, tụ khí cảnh, đúng như tên gọi của nó chính là ngưng tụ thiên địa nguyên khí ở trong thân thể, nếu như lấy cơ thể người so sánh với bọt biển, thiên địa nguyên khí chính là hơi nước trong không khí, bọt biển hấp thu hơi nước, ướt từng chút từng chút, khi miếng bọt biển hoàn toàn ướt đẫm, cũng có nghĩa là thân thể tụ đầy nguyên khí, lúc này coi như là tụ khí cảnh đỉnh phong. Cố Thanh Phong tuy rằng cảnh giới thấp, nhưng nếu luận chiến lực, hắn dám nói là một vị võ giả tụ khí cửu trọng thiên cũng không phải là đối thủ của mình. Đầu tiên ngoài mình đồng gia sắc tăng thành thiết bố sam, cũng không phải tụ khí cảnh có thể phá vỡ tụ khí cảnh giai đoạn này không có bất kỳ thần dị gì, chỉ là không ngừng tích xúc thiên địa nguyên khí, bị động cường tráng thân thể, gia tăng lực lượng, sức chịu đựng vân vân. Nhưng lực lượng có mạnh hơn nữa, thân thể có cường tráng đến đâu, chung quy vẫn là phạm trù phạm nhân, một quyền có thể đánh bại sắt thép sao? Rõ ràng là không thể, cho nên, chỉ một điểm này, Cố Thanh Phong đã đứng ở thế bất bại. Tiếp theo còn có đại sát khí ảo giác này càng không cần nhiều lời. Tất nhiên, đây là những thứ yếu, chủ yếu vẫn là hệ thống nha. Lúc này mới chỉ tốn có hai ngày đã để cho Cố Thanh Phong vốn nằm dưới đáy tụ khí cảnh tam trọng thiên này trực tiếp cung cấp vô địch, nếu qua vài ngày nữa thì sao? Nếu Cố Thanh Phong quét toàn bộ tam tầng trấn ma ngục một lượt thì sao? Khi đó, cho dù là chống lại thiên giai trừ ma sứ, chỉ sợ thắng bại còn không biết. Tương lai có thể có hy vọng nha, Cố Thanh Phong mang theo khát vọng về tương lai, đi về phía nhà lao tiếp theo. Bước chân đứng vững giơ tay lên muốn lễ phép gõ cửa nhưng mà còn chưa kịp gõ cửa trong nhà lao đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm già nua thiếu niên ngươi qua đây ôi trời chủ động như vậy sao cố thanh phong nhếch miệng cười lập tức mở cửa sổ nhỏ lúc này hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý phòng ngừa cửa sổ nhỏ đột nhiên xuất hiện cái gì đó làm mình giật mình tuy nhiên không có gì đáng sợ xảy ra cố thanh phong đưa mắt nhìn vào chỉ thấy trong phòng giam có một vị lão giả hiền từ tóc bạc trắng lão giả nhìn thấy cố thanh phong lộ ra nụ cười hiền lành thiếu niên ngươi cũng tới lấy tài liệu phù triện sao tài liệu của phù triện cố thanh phong hơi sửng sốt không hiểu ý tứ như thế nào lão giả tiếp tục chậm rãi nói xem ra gần đây chiến sự của trấn ma ti các ngươi có chút căng thẳng ta nhớ rõ lần trước tới lấy tài liệu còn là nửa tháng trước không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng hết rồi sao lão giả nói xong, liền đưa tay đút vào trong y bào rộng lớn, dường như rất dùng sức kéo một thứ, trên mặt hiền lành hiện lên một tia đau đớn, cho ngươi, thiếu niên. Lão giả từ trong y bào lấy ra một thứ đen nhánh, ném ra ngoài từ cửa sổ nhỏ cố thanh phong lúc này vẫn không hiểu ra sao, tình huống gì, gặp mặt liền tặng lễ, có điều hắn rất to gan, lập tức đưa tay vào trong cửa sổ nhỏ để nhận lễ vật. Lão giả thấy hành động liều lĩnh của hắn, ngây ngẩn cả người gã này mới đến à? Tấm chiếu mới, lão giả sống hơn trăm năm, tự nhận kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng thấy qua trừ ma sướng như vậy. Đưa tay vào nhà lao giam giữ yêu ma, loại cảm giác này cũng giống như người đi sở thú cách lòng ném thức ăn cho hổ, ngươi không ném thức ăn vào thì thôi đi, ngược lại cò gian tay lấy thức ăn đưa vào lòng nuôi hổ, chuyện này là vì sợ con hổ không ăn đủ sao?